Xin chào các bạn trở lại với channel của mình. Wow, hôm nay chúng ta có gì đây? Wow, chúng mình có được rất là nhiều cái món đồ chơi. Không, các bạn có cái đảo khủng long này. Đây, nhìn một cái màu sắc như thế này, cam đi các bạn. Wow, nhìn đã chưa kìa. Ok, và giờ chúng ta sẽ đem đi rửa nha các bạn. Hãy chần chờ gì nữa mà đi thôi nào. Ok, wow, con này nó to thế nha. Đem có cái đầu khủng long khổng lồ luôn, không biết này khủng long gì nha. Oh cha, nhìn đã chưa kìa các bạn, quá trời các dạng hình luôn. Ok, bây giờ mình sẽ lụm lại hết rồi đem nó đi rửa cho các bạn. Các bạn hãy cùng nhau theo dõi nhưng mà đây con này khủng long gì nha. Ok. Wow, con này to thế nha, rất là to luôn các bạn. Đấy, giờ mình sẽ làm nha. Ok, chuẩn bị thế nào, let's go. Wow, và đây mình có một cái hồ nước khổng lồ nữa các bạn. Giờ chúng ta sẽ rửa cái thay bên dưới nha, để coi được nó sạch không này. Wow, theo mình thấy này có vẻ nó cũng khá là sạch đấy các bạn, nó ra hết này. Ok, mình sẽ bắt đầu với cái đầu khủng long to lớn này luôn nha. Wow, và đây mình có gì đây các bạn? Đây là cái đầu khủng long của con T-Rex Tyrannosaurus khổng lồ. Đây là con khủng long bạo chúa nha, nhìn rất là ngầu luôn các bạn, có màu xanh lá cây nhìn rất là bắt mắt luôn. Ok, để qua bên nè. Wow, và đây chúng ta có T-Rex Tyrannosaurus kìa các bạn, nhìn ngầu như kìa. Đây là khủng long bạo chúa của mình nha, đẹp cực kỳ luôn kìa các bạn. Đó, đây nha. Wow, mình đang phân vân con này đây, con này to này. Đấy, ok nha. Wow, và đây mình có gì đây? Cái này Dilophosaurus các bạn. Wow, ở đây chúng ta có một chú khủng long Dilophosaurus rất là đẹp luôn các bạn, có thể thấy được con khủng long của mình nó ngầu chưa kìa. Đó, đây là loài khủng long với hai mang phình ra được nha các bạn. Chúng ta có con Dilophosaurus đang sắp Dilophosaurus các bạn, quá ngầu luôn. Cắn rất là lâu luôn các bạn. Thấy các bạn. Ok, tiếp theo nào. Wow, ở đây chúng ta có gì đây? Oh, wow, con khủng long này khá là nhiều gai nha. Wow, ở đây mình có gì đây? Marsiacasaurus các bạn, một loài khủng long dạ quang khá là đẹp luôn các bạn. Đây là con khủng long Marsiacasaurus của mình đây, với những cái gai khá là chắc luôn nha. Đẹp chưa kia các bạn? Wow, cái ngầu khủng long mở ra mà chúng ta có gì đây? Wow, Marsiacasaurus kìa các bạn, ngầu chưa kìa. Ok. Wow, con này to này các bạn. Khá là to. Wow, ở đây mình có gì đây các bạn? Tam giác long Triceratops khổng lồ, khủng long ba sừng Triceratops các bạn à. Wow, con khủng long này có cái sừng rất là dài và cái gai của nó khá là nhọn nữa nè. Wow, nhìn đã chưa kìa các bạn. Đây là con Triceratops tam giác long màu xanh lá cây của mình nha. Đấy, xanh lá cây cam các bạn. Đấy, quá. Và đây là con tam giác long ba sừng khổng lồ các bạn, đây một khủng long ba sừng nha các bạn, đẹp chưa? Màu luôn. Wow, ở đây mình có cả thương long Mosasaurus các bạn. Wow, có vẻ cái phần này nó bám khá là chặt các bạn. Hay mình sẽ lật lại mình giả thử nha. Oh, có vẻ đỡ hơn được nãy rồi các bạn. Đây, đây là Mosasaurus thương long của thời điện sử với hàm răng rất là bén luôn các bạn. Đây là con thương long khổng lồ của mình đây. Quá to luôn các bạn. Ngầu chơi à. Wow, thương long Mosasaurus của thời điện sử bơi rất là nhanh luôn các bạn. Đây là con thằn lằn biển khổng lồ của mình nha. Ok, để qua đó. Wow, đây chúng ta tiếp tục với cái khủng long gì đây? Wow, mình thấy bên trong nó có một cái mỏ kim tuyến xanh xanh này. Ok. Wow, qua đây mình có Marasaurus luôn các bạn. Khủng long chim mày gần rất là đẹp luôn các bạn. Marasaurus của mình nha. Chưa hầu, và đây chúng ta có Parasaurolophus các bạn, khủng long chỉ màu gần nhìn rất là đẹp luôn kìa. Tiếp theo nào.
đây mình có kiếm long Stegosaurus nha các bạn, cùng khủng long với những cái gai khá là bén luôn các bạn. Đây là kiếm long Stego của mình đây, nhìn đẹp chưa kìa các bạn, gai không là gai nữa này, quá ngầu luôn các bạn. Nhưng mà con Stegosaurus khổng lồ của thời tiền sử có cái gai đuôi rất là nhọn này, bốn cái gai đuôi nữa này. Và đây là T-Rex đánh nhau với Stegosaurus cho các bạn, nhìn đã chưa kìa, là khủng long bạo chúa nó cắn chặt vào con Spinosaurus của mình rồi. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Rất luôn. Wow, và đây mình có gì đây các bạn? Stegosaurus rất là những chiếc gai khổng lồ trên lưng các bạn. Đây là khủng long Stego của mình nha. Nhìn đẹp chưa kìa? À, chiếc Stegosaurus rất là có nổi tiếng khá là khó các bạn. Nhìn đẹp chưa kìa các bạn? Hai bên thì đánh nhau rất là quyết liệt luôn kìa các bạn, dùng cái đuôi gai nó đánh vào con Spino kìa các bạn. Nhìn con Stegosaurus khá là ngầu. Wow, ở đây chúng ta có con Ankylosaurus thời tiền sử với những cái gai khá là nhọn này, là cái bộ giáp của nó đó các bạn, quá đẹp luôn. Vậy chúng ta có Tyrannosaurus và Ankylosaurus dùng cái đuôi quật bay luôn con cá sấu khổng lồ của mình, quá ngầu luôn. Wow, đây là mô hình của Velociraptor đây các bạn, biết tại sao mình biết không? Tại vì con móng vuốt của nó này hả, thấy không? Các bạn có thể thấy cái phần móng vuốt nó nhỉnh lên đó các bạn, cái con mấy con raptor mới có này nha. À, đẹp chưa kìa các bạn? Đấy, có lớp lông vũ thì lại giống như và đây Velociraptor các bạn, nhìn đẹp chưa kìa, đây chú khủng long phát sáng các bạn, màu vàng rất là đẹp nha. Velociraptor nha, hay thực sự luôn. Ok, tiếp theo. Wow, ở đây chúng ta có gì đây? Con Dilophosaurus các bạn. Wow, có những cái hình như thôi sao nữa này, ngầu chưa kìa. Đây là giống con Dilophosaurus mình nha, đẹp chưa? Ui, Dilophosaurus. Wow, một cái khủng long thấy hai con đang nằm đường này rồi. Thấy được rồi. Ok, tiếp theo. Wow, đây là Velociraptor các bạn. Wow, đây là mô hình con Velociraptor với những cái vàng vàng nhìn như con hổ. Oh, và đây chúng ta có Velociraptor đang bay bắt con Stegosaurus các bạn, nhảy lên người con Stegosaurus quay vòng tròn luôn kìa đấy nha. Nhìn đẹp cực kỳ luôn. Ôi trời, wow, chúng ta còn hai con nữa là chúng ta sẽ xong những cái món được chơi này rồi. Wow, và đây mình có gì đây các bạn? Một con Spinosaurus các bạn, với vây lưng nhìn như cánh buồm ngoài khơi biển khổng lồ luôn các bạn. Đây là chú khủng long Spinosaurus với chiều cao 6.7m luôn các bạn, với cái chiều cao của cánh buồm nha, tính cả cánh buồm. Nó hút bay luôn chú Indominus Rex của mình các bạn. Wow, con khủng long với con Indominus Rex nha. Mét ấy rất là to. Và hôm nay chúng ta có con cuối cùng đây. Wow, và đây mình có gì đây, tam giác lông chai Ceratops khổng lồ các bạn, có thể thấy được chú khủng long ba sừng này có cái sừng rất là nhỏ các bạn. Ok, mình sẽ gỡ thêm một tí để cho nó bung luôn cái lớp này nha. Cái lớp này chỉnh khá là chặt các bạn. Ok, và đây là con cuối cùng cho video, nếu thích video đừng quên lập lại subscribe cho mình nha các bạn, bye bye. Và đây chúng ta có gì đây, khủng long ba sừng đang hút một con Mosasaurus bay lên trên các bạn.